Hello, đồ câu Thanh Trường chào tất cả anh em cần thủ nha. Em tiếp tục lên cần. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0832620524. Anh em nhớ đăng ký kênh nha. Cần em bán ra là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 35.000 trên một đơn hàng ship toàn quốc. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0832620524 nha. Rồi em đầu tiên đi cần. Đầu tiên là hai cái cần tay đi. Rồi. Hai cái cần tay, một cây 2m4 và một cây 2m70 nè. Một cây cần tay 2m4, một hai cái mũi này. Dòng tim vàng này. Dòng tim vàng, còn cây này là cây 2m4 này là của Hàn Quốc xuất Nhật nha, hai cây nè. Rồi. Hai cây cần 2m7 và 2m4 này chất liệu phíp nè, ngoại hình cực kỳ nhỏ gọn nha. Dành cho ai lớn tuổi hay ai thích nhỏ gọn. Rồi. Cái này là cứng bằng nhiêu khác đây. Bị kẹt đọt nha. Mấy cây này là cứng là 1,5H. Đây. Đọt đây. Cứng là 1,5H nha. 1,5H là cây 2m7 nè. Cây 2m4 này nè. Cây 2m4 này là. Rồi cây này cứng là 3H. Cây này là cứng 3H. Rồi cây 2m4, 2m7 chất liệu là phíp. Hàng giả túc. Cây 2m7 thì có bị sơ xước chỗ này xíu này. Đây đây. Rồi. Mã 1. Mã 1 này để cho anh em giá là mã 1 hai cây cần. Rồi, cây này để cho anh em giá là 260k hai cần nha. 260k hai cần này. Tiếp tục mã số 2. Mã số 2 là một cây cần 3m70 và một cây cần là đây. Một cây cần 3m60 và một cây cần là 2m70 này, chất liệu là phíp nha. Đây, hàng giả trúc, ngoại hình đây. Hàng nội địa nha, cái này là cái tem nó bị mờ rồi nè, cái tem nó bị tại vì tem bằng giấy á, nó bị sờn. Đấy, hai cái cần này, hai cái cần rất là đẹp luôn, cái hàng giả trúc luôn. Rồi, một cây là 3m60 nè, cây 3m60 thì ngoại hình có bị dính keo nên nó cũ nha. Cái này cứng là 1,5H này, chất liệu phíp này, đầu quốc ra này, phô cần này. Phô cần rất là đẹp nha. Rồi, cái này mã số 1. Mã số 2. Mã số 2 là 2m70 nè. Rồi, cặp này cũng để cho anh em giá là 270k hai cần nha, 270k hai cần. Cứng là 1,5H, chất liệu là phíp, đọc ra là còn rất là đẹp luôn. Rồi, hai cần, 270k. Mã 2. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 là một cây cà cặp cần hàng nội địa, cái này là thuộc dòng của thằng Olympic Japan. Một cây là 2m4 và một cây là khoảng là hai cây 2 một cây là 2m5 và một cây là 2m4 nha. Đây. Cây 2m5 á thì tăng nó nhỏ gọn hơn cái tay cây 2m4 nha. Hai cây này đây. Hàng Olympic Span nha. Olympic Span này chất liệu phíp này, hai cây này đều có chống nổ lóng cần hết nha. Đấy, có chống nổ lóng cần hết nè. Cái này mã số 3. Mã số 3 này cứng là 1,5H, hai cây này cũng để cho anh em giá là 260k hai cần. 260k hai cần nha. Chất liệu là phíp. 260k hai cần. Đều có bọc chống nổ lắm cần nha. Rồi cây này cứng là 3H. Một cây là cứng 1,5H, một cây là cứng là 3H nha. Chất liệu là phíp, mã số 3. 260k hai cần. Hàng nội địa Nhật của thằng Olympic Sapa, 260k. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 tiếp tục là mã số 4. Rồi. Mã số 4 tiếp tục là một cây cần tay, một cây cần tay siêu đẹp. Một cái cây siêu đẹp siêu xịn nha. Cây này là giá hơi cao một chút nha anh em. Đây, cây này là bản đầu địa Nhật này, do nghệ nhân Nhật làm nha. Cây này là độ dài là 3m75, cho là 3m80 đi. Đây, ngoại hình phao cần này cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ mới tinh luôn nha. Rồi cây này cứng máy hát. Mã số 4. Mã số 4 này cứng là đây, đột của nó là đột phíp thế này nha, đột phíp thế này đây. Phíp đặc nha, nên anh em tải cá rất là sướng. Độ cứng là 3H, độ dài là 3m75, cho là 38 đi. Chất liệu là phíp này, đột quốc gia phao cần này, cực kỳ đỉnh nha. Rồi cây này để cho anh em giá hơi cao một chút nha, tại vì anh em nhìn cái phô cần cực kỳ xịn luôn này. Rồi cây này để cho anh em giá là mã số 4, 280k nha, tại vì cái cần này rất là xịn luôn. 280k mã số 4. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 tiếp tục là một cây cần đây, một cặp cần đây, một cặp cần 36 và một cặp cần 24 nè. Hai cây cần này cũng giá là ai phô cần này rất là đẹp nè. Đây, phô cần cũng rất là đẹp luôn. Một cây là 36 là cứng mấy hát. Cặp này cũng để cho anh em giá là 260k thôi nha.
cái này là cứng là 1,5H, cứng 1,5H này, khô càng đẹp này, đấy. Và một cây cây 24 này chắc liền là phíp này. Rồi cái này mã số 5. Mã số 5 cũng để cho anh em giá là 200 cặp này nha, hai cây càng. Cái này cứng 3H. Rồi. Mã số 5. 260k hai càng, một càng 24 và một càng là 3m60. Đấy, khô càng cực kỳ mới đẹp luôn. 260k hai càng mã số 5. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 là một cây càng siêu vip. Đây. Một cây càng này nó siêu vip nha. Cây càng này nó là độ dài là khoảng 2m4 á. Đây. Hai cây càng này là chất liệu là phíp vàng đây nha. Chất liệu là phíp vàng siêu đẹp luôn này. Cái này nó xoắn trong nha, xoắn trong thân này, cực kỳ đẹp luôn. Cứng mấy hát? Cứng là 1,5H nha. Cứng 1,5H, độ dài khoảng là 2m1. 2m1, 2m4 vậy. Càng siêu đẹp luôn. Hàng nội địa Nhật này, phô càng này. Cái này để cho anh em giá là cái này siêu VIP. 220k nha, cái này là càng siêu VIP luôn. Chưa đo lại khoảng 24, 21 vậy. Rồi tiếp tục là hai càng. Rồi. Nay ba cây càng. Ba cây càng này. Ba cây càng này giá là 360k ba càng nha. Một cây 2m3, một cây 2m4 và một cây 2m6 này, chất liệu là phíp này. Chỗ này cái chỉ chỗ này nó bị sờn nha, nhưng phô càng nó không bị ảnh hưởng gì nè. Đấy. Khâu cần ba cần này là 360k nha. 360k ba cần 2m3, 2m4 và 2m6. Chất liệu là phíp đây. Cứng cái này bao nhiêu đây? Cứng là 1,5 à, cứng là 2H. Cứng 2H này. Đấy, khâu cần này. Cái này là độ dài là 2m3 này. Cái này là 2m4 này. 2m4 là 1m8. Cứng là 1,5H. Đây. 24 nè. Và một cây mã số 7 này là cây số 26 này, đây phô cần này. Phô cần cũng rất là đẹp nè. Hai cây cần kia thì hai phô cần hơi cũ một chút. Rồi cái này cứng là mấy H? 26. 26 này cứng là 3H nha. Cứng 3H. Đây phô cần này. Rồi cái này mã số 6. Mã số 6 hai càng à ba càng, 360k ba càng thế này nha. 360k ba càng. Mã số 7. Tập mã số 8. Rồi. Mã số 8 là một cây càng xích đây. Rồi, mã số 8 là một cây cần súp này, độ dài cái này là 2m70 này, một cây cần súp 2m70 này. Cây này hôm qua anh nào hỏi em quay mắt này, 2m70 này. Đấy. Pad là pad fuxi này, dàn khoen nó là dàn khoen cũng fuxi nhưng mà khoen nhựa nha, khoen nhựa sứ trắng thế này đây. Đấy. Cái này cứng mấy hát? Cái này là cứng là 25. Cứng 25, độ dài cái này là 2m70 này, chất liệu là phíp này, mã số 8. Mã số 8 này, cây này để cho anh em giá là 220k. 220k nha, 2m70 cần rất là đẹp luôn. Hôm qua nào hỏi em quét quay mắt. 220k mã số 8. Tiếp tục mã số 9. Rồi, mã số 9 là một cây càng siêu đẹp. Đây. Mã số 9 là một cây càng siêu đẹp. Cây này là độ dài là 5m4 này, chất liệu là phíp này. Đây, bọc và còn bọc luôn nha, còn rất là đẹp này, có chống nổ lóng cần luôn. Độ dài là 5m4 nha, chất liệu là phíp, tem con cá hàng nội địa luôn. Cái này là cứng là 1,5H thôi. Đây, có bọc chống nổ lông cần này. Có bọc chống nổ lông cần này. Rồi cái này mã số 9, ngoại hình có sơn xước nhẹ. Mã số 9 5m4 chất liệu là phíp. Đấy, hàng siêu đẹp luôn. Hàng siêu đẹp nha. Rồi cái này để cho anh em giá là 230k, 230k nha, cần này là cần cực kỳ đẹp luôn. 230k nha. Tiếp tục mã số 11, à, mã số 10. Rồi, mã số 10 là một cây cần tay, tiếp tục là một cây cần, à mã số 10 tiếp tục là một cây cần xích chứ.
Ở số 10 tiếp tục là một cây cần súp, độ dài cây này là 2m40 này, hàng Olympic Japan này, đóng tem Olympic này, càng cực kỳ cứng cáp nha. Patra carbon, dàn khoen fuxi nhưng mà khoen nhựa thế này nha. Đây, cây này là cứng là 25, độ dài là 2m4, thích hợp cho anh em câu ngâm đồ nha. Câu ngâm đồ rất là sướng luôn. Rồi. 2m4, cứng 25, hàng Olympic Japan, dập tay mắng hoi, hàng bán lậu địa nha. Rồi cây này chất liệu fit, mã số 10, 210k. Tiếp tục mã số 11. 11 tiếp tục là một cây càng đây, 11 tiếp tục là một cây càng súp, độ dài cây này là 2m1 à. Patapat Fuxi này, đây ngoại hình này. Đấy, chuyên cho anh em lưu relap và câu ngâm, cây này cũng là khoen Fuxi xứ trắng nhưng mà nó là khoen nhựa nha. Cây này là cứng là 25, độ dài cây này là 2m1, chất liệu là fit nha. Chuyên cho anh em lưu relap câu ngâm, đấy ngoại hình này. Rồi, bắt Fuxi, dàn khoen cũng Fuxi nhưng mà khoen nhựa xứ trắng thế này đây. Khoen lớn, mã số 11. 220k nha, càng cực kỳ nhỏ gọn luôn. Tiếp tục mã số 15 là một cây cần tay siêu vip. Đây, một cây cần tay này, hàng cực kỳ đẹp luôn nha. Độ dài là 4m nè, cây này chuyên về cho anh em săn hàng nha. Độ dài là 4m. Cây này cứng mấy hát đây? Cứng là 2,5 hát. Đây, phô cần rất là ngon nè. Phô cần rất là ngon nha. Đấy, phô cần rất là ngon này. Cây này để cho anh em giá là 260k nha, 260k này, phô cần cực kỳ ngon này, đẹp này. Điện cực kỳ chắc chắn nha. 260k, mã số 12. Tiếp tục mã số 13. Rồi, 13 tiếp tục là một cây cần súp, 13 tiếp tục là một cây cần súp này. Cây này thích hợp về cho anh em đến bầu lực. 3m60 Patra hãng này, dàn khoen cũng dàn khoen hãng nhưng mà khoen sắt thế này nha. Khoen sắt thế này này, cây này thích hợp cho anh em câu lăng xe, đến lục đồ cần đồ này. Rồi cây này là cứng là 25-27 này, chất liệu là fit này, đầu rút ra này. Câu cần này, câu cần rút ra rất là mới nha. Rồi cây này mã số 13. Súp 3m60, chất liệu là fit. Đây dàn khoen đây. Patra hãng thế này đây, ngộ hình cần. Rồi, cây này để cho anh em dây này rất là ngon luôn nha. Anh em về đánh là cực kỳ đỉnh luôn, cần máy cực kỳ chắc chắn. Rồi, cây này mã số 13. 250k nha, 250k. Mấy gam cần rất là xịn luôn. Cái này về đánh vài năm chỉ hư. Rồi, tiếp tục mã số 14. Tiếp tục là một cây cần 2 khúc. Đây. Một cây cần 2 khúc này. Chất liệu là fit nha, chất liệu là fit đỏ này. Đây cần này là cần thuộc dòng thích hợp cho anh em câu ngâm lăn xe nha, 2m1 này. Cần 2m1 nha. Đấy. Ngâm lăn xe này, loại này là cứng là bao nhiêu đây? Coi thử. Rồi, cái này là cứng là 50 nha. Loại này thích hợp cho anh em đến bộ lực được nè. Loại này thôi siêu bền đây, nâu đồng của đá đây. Loại này cũng là loại siêu bền nâu đồng của đá nha. Cái đột ngọn của nó là nó tháp hình phíp đặt nha. Nay là rất là cứng luôn, cứng khoảng 50 á. Anh em câu lăn xe rất là sướng, hoặc là câu bè, câu biển. Đó thuộc cũng thuộc dòng henchy nhưng mà loại đánh bộ lực. Ngâm lăn xe nước ngọt nha. Rồi cái này mã số 14. 14 cái này để cho anh em giá là siêu đẹp luôn. Cây này giá là 360k thôi nha. Cây này là 360k này. Dàn khoen là dàn khoen Fuxi nha. Dàn khoen Fuxi pass thẳng vặn này, cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, 360k, cây này về chỉ đánh bao giờ cho hư. Về cho ai phá đồ cũng sợ hư nha. Fit có sơ xước đây. Đây. Có sơ xước đây nha. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục mã số 15. 15 tiếp tục là một cây cần 2 khúc, chất liệu là fit luôn. 15 tiếp tục là một cây cần 2 khúc, chất liệu là fit này. Ngoại hình càng rất là đẹp nè, tay là cuốn gỗ nha, patapat Fuxi này. Dàn khoen là dàn khoen Fuxi xứ vàng luôn. Rồi, cây này là độ dài là 2m70. Đấy, thích hợp cho anh em câu ngâm lăn xe đây nè. Anh em nhiều, anh em tìm rất nhiều, cũng rất là nhiều nè. Đấy, cây này rất là đỉnh luôn nha. Cây này là cứng là 30. Cứng 30. Loại này câu lăn xe rất là ngon. Đây, rồi cây này mã số 15. 15 cây này 2m70 nè. Cây này để cho anh em giá là mã số 15. Cây này để cho anh em giá là 390k thôi nha. 390k có một cái cần fit siêu xịn luôn. Hàng rất là mới luôn. Đấy, câu lăn xe đồ anh em tải cá lớn, cá thủy điện đồ rất là sướng nha. Patpusi vàng. Patpusi nè, cây này rất là bền luôn. Đây. Ngoại hình 2m70. Mã số 15. Cây này để anh em giá là 400k nha. 400k đánh cực kỳ đỉnh luôn.
nó 15 400k. Tiếp tục mã số 16. 16 là một cây cần đây. Và 16 là một cây cần Ryobi Carbon. Cây này em có đây. Cây này em có là một hai cây. Được hai cây nha. Được hai cây này, hai cây Carbon này nè. Về cho anh em cứng 30 hết nha. Cứng 30 này, độ dài 24 này, hàng nội địa Nhật này, chất liệu là Carbon này. Về cho anh em câu ngâm lăn xe nha, phát Fuji vàng bắt vặn này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji ra đây, dàn khoen là khoen Fuji thế này nha. Fuji này, cứng 30, độ dài là 24, chất liệu là Carbon. Đấy. Một mã số 16. 16 là một cây này, là một cây này để cho anh em giá đẹp luôn nha. Carbon. Carbon sale cho anh em luôn. Rồi cây này để cho anh em giá là 530k. Đấy, một cây giá là 530k nha. Này, chất liệu là Carbon nha. Ngoại hình này. Càng Ryobi Sapan, cứng 30, độ dài 24, thích hợp cho anh em câu ngâm lăn xe, câu biển. Mã số 16. 16 là 530k này. Tiếp tục mã 17 này. 17 là cái cây này nó 17 thì nó bị sơ xước hơn nha. Nên để cho anh em giá này, chỗ này nó bị sơ xước hơn này. Rồi cây này để cho anh em giá là 500k nha, mã số 17 Carbon. 500k nha. Tiếp tục mã số 18. 18 tiếp tục là một cây cần sức. 18 tiếp tục là một cây cần sức, độ dài cây này là 3m. Độ dài cây này là 3m nha, pad là pad Fuji này. Chỗ này nó bị cái tem nó bị bong nha. Dàn khoen là cũng dàn khoen Fuji sứ trắng nhưng mà khoen nhựa. Cây này cứng là 25. Độ dài cây này là 3m. 3m ha. 3m hay là 2m70 gì đó. Chưa đo lại nha. Rồi cây này để cho anh em giá là 220k pad Fuji. Dàn khoen Fuji đây. 220k mã số 18. Tiếp tục mã số 19. 19 là một cây cần tay thì về cho anh em săn hàng, độ dài cây này là 5m50, chuyên về cho anh em săn hàng nha. Đây phô cần này cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn. Nhưng phô cần nó hơi to, thích hợp cho anh em đánh bộ lực một chút nha. Cái này cứng mấy hát đây, mã số 19. 19 cái này cứng mấy hát? 19 cái này cứng là 3 hát. Đấy, độ dài cái này là 5m4 này, chất liệu phíp này, phô cần rút ra này. Đấy. Cái này là nó khá là xịn nha, tại vì nó có pha với Carbon sóng vòng. Nên là giá nó hơi cao một chút nha anh em. Rồi cái này mã số 19. 19 cái này để cho anh em giá là 5m50. 5m50 nha. Rồi. Cái này để cho anh em giá là 280k thôi. 280k mã số 19. Cặng 5m4 nha, đánh bộ lực nha. Tiếp tục mã số 20. 20 tiếp tục là một cây cần 3 khúc. Đây. 20 tiếp tục là một cây cần 3 khúc này. Cây này là độ dài là 3m60. Đây, cây này là cứng là 30-35 nha. Cứng 30-35 này, chuyên cho anh em đánh lăn xê này. Đánh lăn xê thì thôi, khỏi phải bàn luôn. Bắt là, đây, đề 3 là đề 3 Fuji này. Đề 3 Fuji khoang to này. Nó cũng có 4 khoang như mấy. Thích hợp cho anh em câu lăn xê nha. Xê đánh bạc biển. Cứng 30-35. Đấy. Cây này này, rất là đẹp. Của thằng Kaito nha. Cây này của thằng Kaito hàng nội địa Nhật. Cái tem nó bị mờ rồi, để em lau chùi luôn cái tem luôn nha. Đấy. Rồi cây này mã số 20 cây này để cho anh em giá là 20 3 khúc cứng 30. Mã số 20. Cây này để cho anh em giá là 360k thôi. Đây. 360k nha. 3 khúc đánh bộ lực. Giá cực đẹp cho anh em luôn, 360k mã số 20. Tiếp tục mã số 21. Đấy, 21 tiếp tục là một cây cần tay nè. Cần tay chất liệu phíp này, cần siêu đẹp nha. 6m30 nè. 6m30 nè, cần siêu đẹp nha. Đấy, cây này đáng đồng tiền mất gạo này. Cây này giá cũng khá là căng á. Cây này cứng mấy hát? Cây này là cứng là 2.5 hát. Đây, đọc rút ra nè. Đấy, phô cần cực kỳ đẹp nè. Phô cần cực kỳ đẹp nha. Cây này là 6m. Chuyên cho anh em đánh hồ dịch vụ, đánh cá lớn nha. Hay đánh thủy điện nè. Phô cần rút ra là siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn nha. Cái này nó cũng chỉ từ đây tới đây luôn nè. Đây nha, anh em cầm thoải mái luôn nha. Đây. 6m. Hàng nội địa Nhật, khắc tem đây. Rồi cây này mã số 21. 21 cây này để cho anh em giá là phi cần này là phi 34 nha.
càng hư nặng một chút chiên cho anh em sang hàng. Cái này để cho anh em giá là 370k đi. Tiếp tục mã số 22. 22 tiếp tục là hai cây cần. Đây. Tiếp tục hai cây cần, một cây 32 và một cây là 36 này. Đấy, một cây 32 và một cây 36 này, đấy, hàng siêu đẹp siêu mới luôn nha. Đấy. Cứng là 3H này, đấy, đầu khúc ra này phô càng cực kỳ mới luôn nha. Đấy. Hai cây càng này để cho anh em giá là 300k thôi nha. 300k cứng 3H. Cặp này thì siêu đẹp này, giá siêu đẹp luôn. 300k hai càng, 3m2 và 3m60, chất liệu là phíp, hai càng siêu đẹp hàng nội địa luôn. Đều cứng 3H. 300k. Tiếp tục mã số 23. Tiếp tục là một cây cần hai khúc. Hai khúc thích hợp cho anh em câu ngâm. Câu ngâm nha, câu ngâm câu bè. Câu ngâm câu bè nha, cây này là cứng là 50, độ dài cây này là 24 này, chất liệu là phíp này, ngoại hình cần có sơ xước khúc gấp này. Cây khúc gấp thôi nha, còn thân cần thì còn rất là đẹp này. Dòng này là dòng Super nha. Dòng Super chất liệu là phíp, hai khúc cứng 30 50. Độ dài 24, cây này là của thằng Alpha Tico. Hàng Japan nha, Alpha Tico hàng Japan này, dàn khoe là dàn khoe Fuji này. Khoe rất là nhiều luôn. Rồi này anh thích hợp cho anh em câu biển cũng câu bè được nha. Rồi cần này là cần Henchy mà chất liệu là phíp. Mã số 30, 30 cây này để cho anh em giá là 30. Rồi cây này để cho anh em giá là 350k thôi nha, 350k, cần cực kỳ đẹp luôn. Hai khúc. Rồi, tiếp tục mã số 24. Rồi, 24 là một cây cần đây. Cây này cũng 3 khúc này. Cây này 3 khúc cực kỳ nhỏ gọn nha. Loại này chiên cho anh em về lưu trên lóc, đồ câu ngâm rồi rất là sướng. Phát là phát hẳn vặn, dàn khoe cũng dàn khoe Fuji. Đấy, 3 khúc thế này. Cây này nó chỉ cứng là 15-20 thôi. 15-20 thôi nha, chiên cho anh em lưu trên lóc này. Cần này là siêu bày nâu đồng của đá này. Cán gỗ này cực kỳ đẹp này. Chất liệu là phíp nha. Phát hẳn vặn, dàn khoe là dàn khoe Fuji của thằng Olympic Japan. Mã số 24 chứ. Cây này để cho anh em giá là 350k luôn nha. 350k này, càng còn rất là mới, Olympic Spa luôn, relock được công ngâm rất là sướng. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục là một cây cần hai đột này. Đấy. Một cây cần hai đột này, một cây đột là hai đột nha. Đây. Cần hai đột đây. Đây. Rồi một cây cờ đột là cứng 30, một đột là cứng 50 nha. Hai đột 3 khúc nha, chất liệu là phíp nè. 3 khúc này, ngoại hình chỗ này nó có bị sơ xước nhiều nè, anh em thấy không? Chỗ này có bị sơ xước sơn nhiều nè, đấy, nhưng mà phô cần không bị ảnh hưởng nha. Cái này nó bị tụt một cái khoen chỗ này nè. Cái này nó bị tụt một cái khoen chỗ này nha. Cây này là bình thường là hai đột này giá trên dưới là 700.000 á. Chất liệu là phíp nha, loại này câu rất là bày, chất liệu là phíp đỏ này. Rồi cái này hai đột, nó bị tụt một cái khoen chỗ này nè, để em gắn một cái khoen khác rồi em gửi cho anh em nha, em sale cho anh em giá cực đẹp luôn. Cái này để cho anh em giá là 450k hai đột nha, 450k mã số 25, 450k này. Một đột cứng 30, một đột cứng 50, loại này thích hợp cho anh em câu ngâm lăn xe đồ cũng rất là sướng. Tiếp tục mã số đây, cây này là 2m70 này, câu này thích hợp chiên cho anh em lăn xe ngâm này. Cây này là 2m70, chất liệu là phíp. Đây, 2m70 cũng hàng nội địa Nhật, pat là pat Fuji, dàn khoe là dàn khoe Fuji. Cây này cũng cứng là 25-30 nha. Rồi cây này mã số 26, pat Fuji, dàn khoe là dàn khoe Fuji xứ trắng. 26 cái này là để cho anh em 2m70. Rồi cái này để cho anh em giá là 370k thôi nha. 3 khúc mấy cần này, nào có dàn khoen này nè, cái nào có dàn khoen Fuji nè, nhiều mấy chỗ nó bán lại là 100.000 một cái. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 rồi, nhiều chỗ nó bán lời vậy á, nó tháo khoen nó bán dữ vậy á.
Rồi cây này khoen bát Fuji, mã số 26 370k nha. Tiếp tục mã số 27. 27 tiếp tục là một cây cần đây. Coi cây này cũng cây cần 3 khúc. Một cây cần 3 khúc chất liệu là phíp đỏ này, ngộ hình cần cực kỳ mới luôn nha. Cây này là 3m60, cây này cũng cứng 30. Cây này là giá hơi cao hơn mấy cây trước kia chút. Cây này là cứng giá là 400k nha, 400k 3m60 này. Hàng này thôi cũng siêu bền, nậu đồng cấu đá phíp đỏ, chuyên cho anh em săn hàng, cầm cần cực kỳ nhẹ nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuji xứ trắng thế này nha. Cây này khi gửi về nó bị cong cong một chút này, để em bẻ thẳng rồi là em gửi cho anh em nha. Rồi cây này mã số 26, giá là 400k, cứng 30, đường dài là 3m60, mã 27, 400k. Tiếp tục mã số 28. 28 tiếp tục là một cây cần 3m60. 28 tiếp tục là một cây cần 3m60 này, chất liệu là phíp. Cây này là cũng cứng 30, độ dài là 3m60 đây, phô cần đây. Cây này cũng hàng nội địa Nhật luôn. Pat là Pat Pussy này, Pat là Pat Pussy, dàn khoen đây. Dàn khoen là Fuji xứ trắng thế này đây. Dàn khoen là dàn khoen Fuji xứ trắng này, tem của nó này. Đấy, tem nội địa này. Rồi. Đề ba của nó là khoen gặp nha. Đề ba của nó khoen gặp, còn khoen chạy của nó là khoen Fuji xứ trắng viền hồng thế này đây. Rồi, cứng 30, độ dài cái này là 3m60, chất liệu là phíp. Rồi, cái này cũng giá hơi cao một chút nha. Cái này giá là 400k, mã số 20. Cái này để cho anh em giá là 390k đi. Tiếp tục mã số 30. 29 chứ. 29. 29 tiếp tục là một cây cần 2 khúc carbon. 29 tiếp tục là một cây cần 2 khúc carbon nha. Cây này là hàng Ryobi carbon. Độ dài cái này là bao nhiêu đây? Dài này cây này là 24 á. 21. Cái này là độ dài là 2m4 nha. Chất liệu là carbon, pat thì pat hãng vặn này, dàn khoe là dàn khoe Fuji xứ, dàn khoe là Fuji đây, Fuji xứ đen thế này đây. Đấy, cây này thì đột đây. Cái này là cứng là 30, độ dài cái này là 2m1, chất liệu là carbon, hàng Olympic Sapan. Hàng Olympic Sapan nha, chất liệu là carbon này. Phô cần thì có bị sơ xước dăm dăm. Đấy, cây này để cho anh em giá đẹp luôn nha. Cây này để cho anh em giá là 600k, mã số 29 600k nha, cần carbon 600k. Tiếp tục mã số 30. 30 tiếp tục là một cây cần 2 khúc. 30 tiếp tục là một cây cần 2 khúc, chất liệu là carbon, hàng Ryobi nha. Hàng này là chuyên cho anh em câu đáy biển hoặc là câu sông, câu bè. Cây này là cứng 80, độ dài cây này là 2m70 này. Phô cần thì cực kỳ đỉnh nha, có sơ xước nhẹ đây. Có sơ xước nhẹ khúc góc thế này nha, Ryobi Sapan. Chất liệu là carbon sóng vòng. Đây. Dàn khoen nó đây, dàn khoen là dàn khoen biển thế này đây, Fuji xích biển nha. Xích biển dạ won, cứng 80, 2m70, đấy, càng siêu đẹp nha, carbon nóng ánh luôn. Rồi cái này mã số 30, 2 khúc carbon, Ryobi, hàng nậu đồng cấu đá, siêu bày. Cái này để cho anh em giá là 1.200k, mã số 30, 1.200k nha. Tiếp tục mã số 31. 31 là một cây cần cho anh em câu đáy biển nha. Cái này câu đáy biển, câu máy điện này. Đây, dàn khoen nó đây, khoen nó là khoen, nó khoen rồng rọc thế này nha, khoen rồng rọc thế này nè. Cái này là, cái này là của thằng Mỹ US, chất liệu là carbon nha. Đây, cái này là chất liệu là carbon nè, thích hợp cho anh em câu đáy biển nè. Cái này là cứng là 120 nha, cứng 120 này, khoen rồng rọc này. Khoen này là nó của thằng cây này nó là cái khoen là khoen đây qua luôn nha. Cái khoen này nó đóng mặt đây qua luôn này. Đây qua này. Khoen biển này. Chất liệu là carbon nha, đây. Cái này là của USA, cái này là câu máy điện hay câu máy đứng gì đây. Rồi hai khúc, cứng 120. Khoen là khoen đây qua để cho anh em cắm biển này, cắm tinh thào này. Rồi cái này mã số 31. 31 này để cho anh em giá là 1.200.000 thôi nha, 1.200.000. Cái này thôi chứ câu máy điện này, cực kỳ anh em nào mà cái điện này dớt đi này. Rồi tiếp tục mã số 32.
32 tiếp tục là hai cây càng cao, một cây 3m70 và một cây càng 3m60 này. Cặp này là siêu đẹp này, cặp này là siêu đẹp khỏi cần phải rút ra luôn, đều cứng. Là đây có chỗ này một cái xước như này này, cái này là cứng mấy hát, cái này là cứng là 1,5 hát này. Rồi hai cây cứng 1,5 hát nha, càng siêu đẹp luôn, có sơ xước nhẹ nhẹ vài điểm đi ti thôi. Đây, cái cặp này để cho anh em giá là 400k này. Đấy, cặp này anh em mua là đáng đồng tiền bắt gạo luôn. 3m7 và 3m60, hai cây càng siêu đẹp luôn, mới tinh, có sơ xước dầm dầm nhẹ cho nhẹ nhẹ thôi, sơ xước dầm dầm nhẹ nhẹ đi thôi. Rồi 400k hai càng, mã số 32, 400k. Tiếp tục mã số 33 tiếp tục là hai cây càng. Mấy đây, hai cây cần, một cây 2m70 và một cây cần 4m50 này. Đấy, một cây là hàng Olympic Span này, một cây cần Olympic Span này. Cái chỗ này có người ta đã cuốn chỉ lại nên bị tụt ra này, nhìn hơi xấu một chút nha, nhưng mà phô cần cực kỳ chắc chắn, có bọc chống nổ lắm cần luôn. Rồi hai cây cần, hai cần này cứng là 1,5 hát này. Đây đọc rút ra này. Đấy, cây này thì anh em ra mua rất là nhiều này, tại vì anh em cực kỳ thích dòng này luôn. Đấy, với là cây 2m70, phô càng cực kỳ mới, cây này cứng là 3 hát, cứng 3 hát nha, 2m70 này, phô càng cực kỳ mới luôn. Rồi hai cây càng này là mã số 33, cặp này để cho anh em giá là hai càng 280k hai càng nha, 280k hai càng về cho anh em câu này, 280k hai càng. À, tiếp tục mã số 34 tiếp tục là hai cần, 34 tiếp tục là hai cần cuối cùng này. Hai cây là hai cây cần 39 luôn, hai cây cần 39 này, đều cứng là 1,5 hát nha, một cây dài, một cây dài hơn, một cây ngắn hơn, đều là hàng giả trúc hết. Đây đều là hàng giả trúc hết nha, một cây nó lóng nó dài hơn, một cây lóng ngắn hơn nha. Cái coi lóng dài này thường thường sang hàng đây, cứng 3 hát. Rồi đều cứng là 1,5 hát nha anh em, hai cây cần này đều cứng 1,5 hát, phô cần thì cực kỳ đẹp, không ảnh hưởng gì hết. Rồi mã số 34 này để cho anh em giá là 34. Rồi cặp này để cho anh em giá là 400k hai cần nha, 400k hai cần. Cặp này thì thôi anh em về đánh cực xịn, 400k hai cần này đáng đồng tiền bắt gạo luôn. Rồi em lên tạm 34 cây cần nha, anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0832620524, Zalo cũng 0832620524 nha. Anh em nhớ đăng ký kênh của em để xem video mới nhất nha. Rồi cảm ơn anh em.